Chào mọi người nha. Hôm nay em tiếp tục quay một cái vườn sầu riêng của Khánh nha. Thì mà tại sao mình quay cái clip này? Là mình quay clip này thì mình nói một vấn đề nè. Một vấn đề như thế này thôi. Là anh em có nữa mình sẽ để cái đường link ở phía dưới cái clip này nha. Thì anh em bấm vô đó xem nha. Thì lý do mình đăng lên á là mình sẽ nói về cái tình trạng mà mình lúc đầu á là mình xịt thuốc cây sầu riêng của mình nè, nó cái lá, cái vàng lá của mình á thì lúc đầu á là nó không có bóng các bạn. Thiệt luôn. Thì cái vấn đề nói sao ta? Như thế này. Có nghĩa là cái cây sầu riêng của mình á cách đây là khoảng 4 5 ngày là nó bị cái lá có già của nó này, anh em thấy không, bộ lá già của nó nè, nó bị nhám nhám. Đúng rồi, nó nhám nhám giống như cái lá này nè, nó nhám nhám, phải xem mình sườn nó nhám mà nó không có bóng á, anh em hiểu không? Nghĩa là cái lá nó nhám, nó xám xám, nó không có bóng, nó không có trắng 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 thì hơi à, và nó không có bị bóng nữa. Thì mình phun các dòng sản phẩm ngày hôm kia, cái đây 2 ngày rồi, 2 ngày 3 hai ngày trước 2 ngày hoặc 3 ngày đó, thì mình có phun các dòng sản phẩm. Mình có nữa, mình sẽ để cái đường link ở dưới nha anh em. Thì hôm nay mình ra cái vườn mà thấy nó khác rồi anh em, khác hoàn toàn, khác khác là khác khác mà mình thấy đầu tiên của khi mình ra cái vườn này á, là cái lá của nó bóng bóng nha, cực kỳ bóng luôn anh em, là thấy không, bóng nè. Là hôm trước á là cái lá của nó gì nè, nó không có bóng nha, cái lá của nó gì nè anh em, nó không có bị, nó không có bóng đâu, nó sáng xám, nó sần sần gì đó, giống như cái lá rau chay anh em thấy không. Ra vườn nhìn cái lá rau chay nó bị xám xám, nó không có bị bóng á. Nhưng mà hôm nay mình ra cái vườn anh em thấy không, bóng cực kỳ bóng luôn. Mình xịt này được 3 ngày rồi mà hôm qua mình thấy nó không có bóng, bữa nay mình thấy bóng quá trời luôn mày đó. Nhìn nè, mình thấy rõ ràng luôn, cực kỳ bóng. Cái này cái mô của mình nó hơi nhỏ nha, nữa mình sẽ ốp vô thêm các bạn, nó hơi khô nè. À, cực kỳ bóng luôn mẹ, mình thấy rõ. Mình tại cái giường mình anh em thấy trong clip hay sao, nhưng mà mình đối với mình thấy thực tế bên ngoài ha, là nó bóng dữ lắm, bóng nè. Đây nè, chờ cây nào cái nó đều gan luôn anh em ơi, nó bóng loáng luôn. Cái sản phẩm nữa mình sẽ lấy cái mình có đăng cái clip rồi đó, những sản phẩm nào thì mình sẽ để dưới anh em vô xem nha. Rồi đó, bóng lắm, bóng anh em ơi. Bóng mà thấy đi ra mà thấy nó khác liền luôn á trời. Nè, cái tàn lá anh em mình đi nè, cái tàn lá mình xịt đa số là mình xịt cái vàng lá đọt ở ngoài không à. Vàng lá đọt ngoài không à, nhưng mà ở bên trong không xịt nè. Anh em thấy không? Nó không có bóng. Vàng lá xịt ở bên trong không có xịt nên là nó không bóng. Đó. Quay xa thì anh em thấy đó, độ bóng của nó nhiều lắm, cực kỳ bóng luôn anh em ơi. Nhất là cái cây đầu vườn này nè, nó bờ hởm là nó không có bóng, nó tệ nhất cái vườn luôn anh em. Thấy cây nào vào nấy bóng không? Anh em nhìn trong điện thoại không biết sao, nhưng nhìn đối với mình ở ngoài rất là bóng nha, bóng mà bóng đen luôn á nè. Bờ hởm cây này là mình nói là nó cái đầu vườn, nhất là cái cây này nó tệ nhất nè, là nó không có bóng, nó không có xanh, mà bữa nay thì nó bóng, nó xanh nè, nó bóng mà nhìn cái lá giống như là mình xịt một lớp dầu, một lớp sơn lên vậy bạn, thiệt luôn á, thấy rõ ràng luôn. Nữa mình sẽ để cái phần đường link ở dưới cho anh em vô xem nha, là cái loại thuốc mà mình đã xịt đó, nó bóng nè, đó, vậy đi cơi nữa cả ha bạn, đó. Cây này là được 8 tháng nè. Ở dòng bên kia kìa, thấy không, em thấy không? Đó. Bóng lắm bạn ơi, nhất là cái lá già nó bóng lắm.